Rạng sáng nay, Man United đã đánh bại đội chủ nhà Fulham tại Craven Cottage, quả đó chính thức đòi lại ngôi đầu bảng từ tay đại kình địch Manchester City. Những người trước đó cũng hạ gục Aston Villa để tạm thời có được vị trí dẫn trước. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tường thuật và bình luận sau trận đấu của bóng đá 24h.vn và trên đường pitch nhé. Ngày hôm nay, cả hai đội đều đã có những sự xáo trộn ở đội hình xuất phát so với vòng đấu đã qua. Tấm thẻ đỏ của hậu vệ Anthony Robinson đã khiến Fulham phải bố trí Joe Bryan và thay thế bên cánh trái, trong khi Kenny Tete bên cánh phải cùng ba trung vệ Joachim Andersen, Olaina và Tosin Adarabioyo tiếp tục đá chính ở hệ thống hàng phòng ngự. Trên hàng tiền vệ, Bobby Red không thể góp mặt bởi hắn treo giò, nhưng Jambu Anguissa và Harrison Reed vẫn ra sân ngay từ đầu. Trên hàng công, Ruben Loftus-Cheek trở lại đá cặp cùng với Ivan Cavallero và Lookman trong sơ đồ 3-4-2-1. Đối với các vị khách Manchester United, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có vài sự thay đổi nhân sự so với trận hòa không đều với các nhà đương kim vô địch Liverpool cách đây vài ngày. Bộ ba Mason Greenwood, Edinson Cavani, Eric Bailly có cơ hội đá chính thay thế cho Marcus Rashford, McTominay và Victor Lindelof. Nhưng nhìn chung đội hình quỷ đỏ tại Craven Cottage vẫn rất mạnh mẽ. Tuy gặp phải một đối thủ không thua trên sân khách ở giải quốc nội trong cả năm 2020 cũng như mùa này, Fulham bất ngờ chơi chủ động dâng cao và bắt người ngay từ phần sân đối phương. Phút thứ 3, hậu vệ Aaron Wan-Bissaka chuyển bóng thiếu chính xác và tới chân của Lookman. Cựu cầu thủ của Everton quyết định dứt điểm từ xa, không gây ra nhiều khó khăn cho thủ thành De Gea. Nhưng chính Lookman cũng chẳng cần phải hối tiếc vì anh đã có bàn thắng mở tỷ số sau đó ít phút từ pha bấm bóng tinh tế của máy quét Jambu Anguissa. Tiền đạo nhanh như sóc này phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm gọn gàng về góc xa, mở điểm cho đội chủ nhà trong sự ngỡ ngàng từ hệ thống phòng ngự có phần ngờ nghệch của các vị khách. Bất ngờ nhận bàn thua trước, Man United để cao đội hình tấn công, hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của Fulham. Tuy vậy, bản lĩnh của một đại diện cạnh tranh danh hiệu cũng giúp họ bật ngược trở lại. Phút 20, nhạc trưởng Bruno Fernandes dứt điểm trúng cột dọc khung thành của Fulham từ ngoài vòng 16m50 và đúng một phút sau, họ tìm được bàn quân bình tỷ số sau một pha bóng tương đối trực diện. Từ nỗ lực chuyền bóng rất hiểm bên cánh trái của Bruno, thủ thành Areola không thể bắt dính bóng, chỉ chờ có thế lão tướng Edinson Cavani lập tức ập vào dứt điểm gỡ hòa cho đội khách. Trong phần còn lại của hiệp 1, Man United lấy lại tinh thần và liên tục dồn ép Fulham, nhưng các pha dứt điểm của các tiền đạo áo đỏ đều không chính xác. Sau giờ nghỉ giải lao, Man United tiếp tục nắm quyền kiểm soát thế trận, trong khi Fulham không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng phương án phòng ngự chặt phản công nhanh, nhưng có cảm giác quỷ đỏ sẽ tìm được bàn thắng nếu nhìn vào cách họ chơi trên sân. Và quả thật, họ đã úp sọt thành công đội chủ nhà ở phút 65. Đó là tình huống mà Pogba sau khoảnh khắc đi bóng ngẫu hứng bên cánh phải đã tung ra cú sút xa bằng chân trái khó tin về góc xa. Trong khoảng 10 phút cuối, Fulham thay nhân sự nhằm lật ngược thế cờ, điển hình là Aleksandar Mitrovic, một tiền đạo có khả năng chơi không chiến rất ấn tượng. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là một tình huống suýt đốt lưới nhà của Eric Bailly trong phút bù giờ. Ngoài ra, chúng ta cần ca ngợi đẳng cấp chuyền bóng của Pogba khi nhìn vào đường luân chuyển tầm xa mà ngôi sao người Pháp thể hiện nhằm giúp Man United thoát áp lực thành công. Với chiến thắng sát nút ở London, bây giờ Man United có được 40 điểm sau 19 trận và lấy lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh từ tay của Man City, những người vừa đánh bại Aston Villa ở trận đấu bù vòng 1. Thành Manchester đang bay cao và có cơ hội lật đổ Liverpool dù mùa giải bây giờ mới đi qua được một nửa chặng đường. Sau trận, cả hai vị huấn luyện viên đều có những phát biểu đáng chú ý trên Sky Sports. Scott Parker chia sẻ một cách thẳng thắn, "Tôi tự hào nhưng cũng rất thất vọng khi thua trận theo cái cách như vậy. Chúng tôi đã cố gắng vượt lên dẫn trước, sau đó họ ghi bàn từ một sai lầm và cuối cùng là cú sút xa từ khoảng cách 35m từ một cầu thủ đẳng cấp thế giới đã quyết định trận đấu. Trong những khoảnh khắc quan trọng trên sân, bóng cần đi vào lưới thay vì đi ra ngoài. Họ phải tận dụng những cơ hội đó, nhưng Fulham đã không thể hiện thực hóa nó và đêm nay, chúng tôi đã không có đủ phong độ tốt trong vài trận đấu vừa qua. Đó là điều cần phải cải thiện và chúng tôi sẽ làm được điều đó." Trong khi đó, Solskjaer khẳng định chiến thắng và tiết lộ về sự cải thiện trong đội hình. "Chúng tôi đã làm tốt hơn những trận đấu kiểu này. Chúng tôi đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và 2-1. Khi bạn cộng những điểm đó vào cuối mùa, kết quả sẽ rất khác. Đó là câu chuyện mà chúng tôi đã nói từ rất sớm, rằng United cần phải dừng việc để hòa quá nhiều và giành chiến thắng nhiều trận đấu hơn. Chúng tôi đã cho thấy sự cải thiện vượt bậc về tâm lý cũng như thể lực. Không ai ngoài Pogba sẽ giành giải thưởng Man of the Match, ngôi sao người Pháp đứng đầu số liệu thống kê trên nhiều chỉ số khác nhau trong chiến thắng của Man United trước Fulham. Giống như những gì đã làm khi đụng độ Burnley, anh tung ra một cú sút xa tuyệt đẹp bằng chân không thuận với một khoảnh khắc đầy cảm hứng và nó đưa United vào cuộc đua danh hiệu cùng với City và Liverpool. Hôm nay một lần nữa Pogba lại chơi xuất sắc, mặc dù anh còn di chuyển sang phải để hỗ trợ tấn công, trong bối cảnh Mason Greenwood đang thực sự gặp vấn đề về phong độ chuyên môn.
cánh phải của Man United có nhiều khó khăn khi mà nó bị lệch hẳn so với phía đối diện. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đưa Marcus Rashford và Pogba vào khu vực đó để tạm giải quyết tình hình. Nhưng dù sao thì họ vẫn cần bù đắp trong các kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, hoặc hy vọng tân binh Amad Diallo sẽ tạo ra đột biến ở tuổi 18. Thử tưởng tượng Man United sẽ bỏ ra Liverpool như thế nào nếu họ mua được Jadon Sancho vào mùa hè vừa qua. Nhưng dù sao thì đó vẫn là chữ nếu, và để chơi được với một phong độ như hiện nay đã là quá ổn với đội chủ sân Old Trafford sau 7 năm buồn bã kể từ thời điểm kết thúc triều đại Sir Alex Ferguson.